Sáu kiểu người luôn gặp may mắn, thu hút tài lộc, tai họa tự tránh xa. Quý vị thân mến, trong cuộc đời của mỗi người, dù cuộc sống của họ tốt hay xấu và người đó có phúc hay không, thực ra đều có những dấu hiệu để nhận ra. Cuộc đời một con người có tốt đẹp hay không, một phần do số mệnh, một phần phụ thuộc vào tính cách, lối sống của người đó. Nếu một người có nhân cách tốt và biết cách đối nhân xử thế thì người đó sẽ tràn đầy phước lành. Những người như vậy ít khi chịu thiệt thòi và người có nhiều may mắn, phúc khí dày thường có 6 đặc điểm sau. Thứ nhất, thái độ tốt, không phàn nàn. Sống trên đời, có những việc trong tầm tay, có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu một người hay phàn nàn trước những khó khăn, thất bại, người đó sẽ đánh mất tinh thần phấn đấu, thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh. Người như vậy thường khó thu hút may mắn. Ngược lại, người không phàn nàn về bất cứ ai hay bất kỳ điều gì lại là người có phúc, vì họ biết rằng phàn nàn sẽ không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Họ hiểu thay vì phàn nàn, hãy học tập chăm chỉ, thay đổi bản thân để rồi thay đổi cục diện. Nếu một người muốn vận may của mình ngày càng tốt, thì khi gặp phải chuyện gì đó, việc đầu tiên cần làm là điều chỉnh tâm lý của mình, không nên lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Trước những thử thách, chúng ta nên hiểu rằng tất cả những điều mình gặp phải đều không phải để gây khó dễ mà là để dạy bản thân trưởng thành. Chỉ bằng cách bình tĩnh, suy nghĩ, điều chỉnh tâm lý và không phàn nàn, bạn mới có thể có thái độ tích cực và giải quyết mọi khó khăn mà bạn gặp phải. Nói cách khác, không phàn nàn khi mọi việc xảy ra và nỗ lực giải quyết vấn đề, đó là thái độ mà một người may mắn nên có. Thứ hai, tốt bụng, không thủ oán với người khác. Tục ngữ nói, nước trong thì không có cá, người xét nét quá thì không ai gần. Nếu một người có tính tình nóng nảy và khắc nghiệt với người khác, thì người đó sẽ khó kết bạn, bởi vì người khác sẽ thấy khó hòa hợp với những người này. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số người khó tính. Họ luôn phóng đại một lỗi nhỏ của người khác và nhắc đi nhắc lại. Ngay cả khi đã nhận được lời xin lỗi, nhưng họ vẫn không bỏ qua. Thành thật mà nói, một người như vậy không có nhiều bạn bè và mối quan hệ cũng rất hạn chế. Họ thường không thể hòa hợp tốt với người khác và không giỏi giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Điều này sẽ gây bất lợi cho bản thân và những người khác. Ngược lại, những người tính tình tốt, biết kiềm chế cảm xúc, độ lượng với người khác, không chỉ có thể nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ người xung quanh, mà còn có được tiếng tốt cho chính mình. Khi xung quanh bạn là những người tốt tính, điều đó có nghĩa là trong cuộc sống của bạn có rất nhiều bạn bè sẵn sàng làm việc với bạn. Và điều này sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối. Thứ ba, nhìn xa trông rộng, không màng lợi trước mắt. Đôi khi chúng ta phải biết buông lỏng bản thân một cách hợp lý, không thể mặc cả mọi thứ với người khác. Đừng vì những chuyện nhỏ mà nổi nóng với người khác. Nếu phải quan tâm đến mọi thứ với người khác thì chỉ khiến bản thân rất mệt mỏi. Một người thông minh sẽ có tầm nhìn dài hạn và sẽ không quan tâm đến những cái được và mất trước mắt. Sự rộng lượng của một người quyết định cuộc sống và độ cao của họ trong cuộc sống. Con người có tầm nhìn càng lớn, họ càng ít quan tâm đến những mất mát trước mắt, bởi họ biết cách sống cho hiện tại. So với những người quan tâm đến từng chi tiết, những người có đầu óc rộng mở có thể nhìn rõ bản chất của sự việc và tìm thấy những gì họ muốn. Ngược lại, những người có suy nghĩ hẹp hòi, không cởi mở, thích tập trung vào những cảm xúc tiêu cực, coi trọng mọi thứ và thậm chí là bị tổn thương và khó chịu vì những điều nhỏ nhặt, sẽ rất lãng phí thời gian và năng lượng. Lòng dạ hẹp hòi chỉ khiến bạn sống trong đau khổ và không thể tự mình giải thoát. Chỉ với một trái tim rộng lớn, bạn mới có thể sống thoải mái là chính mình. Thứ tư, cố gắng hoàn thiện bản thân và làm cho mình tốt hơn. Khi một người thực sự nổi bật, họ sẽ có thể thu hút được những người xung quanh. Trạng thái tốt nhất của cuộc sống là bạn có nhận thức rõ ràng về bản thân, định hướng được mục tiêu và làm việc chăm chỉ vì nó. Một người chỉ có thể gặp được những người tốt hơn nếu họ làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân và khiến bản thân trở nên tốt hơn. Có một câu nói như thế này, nếu hoa nở rộ, bướm sẽ tự tìm tới. Nếu người xuất sắc, trời sẽ tự an bài. Nỗ lực cải thiện bản thân không chỉ có thể thay đổi cuộc sống của bạn,
mà quan trọng hơn, nó có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ, không ngờ tới. Khi trở thành một người đáng ghen tị, bạn sẽ thấy cuộc sống thực sự rất tươi đẹp. Phần còn lại của cuộc đời bạn rất đắt đỏ, xin đừng lãng phí thời gian vào những thứ không có ý nghĩa và giá trị với cuộc sống của bạn. Nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở nên xuất sắc là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho chính mình. Thứ năm, sống trong gia đình gia giáo, có nề nếp. Gia đình là trường học đầu tiên của đời người. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Truyền thống gia đình là linh hồn của gia đình. Nó như ngọn đèn sáng soi đường cho gia đình tiến lên. Những đứa trẻ lớn lên trong truyền thống gia đình tốt thì biết thế nào là chân, thiện, mỹ và sẽ không làm điều xấu. Họ tốt bụng, biết phân biệt đúng sai, trong lòng tràn đầy tình yêu thương, ở đâu cũng tốt bụng và thuận lợi với người khác. Trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nề nếp, con cái sẽ rất ngoan và lễ phép. Họ hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi và yêu thương em nhỏ, tuân thủ pháp luật và các quy định, tuân theo các quy tắc và giữ trật tự, có tình yêu thương và lòng tốt trong trái tim, có đạo đức và kỷ luật. Những gia đình có truyền thống gia giáo là điều may mắn. Nếu một người có được gia phong, nề nếp thì nhất định sẽ ngày càng tốt. Bởi vì truyền thống gia đình và giáo dục không chỉ quyết định khuôn mẫu và cách nhìn của một người, mà còn quyết định trình độ, tinh thần và điểm mấu chốt đạo đức của một người. 6. Có kỷ luật và biết yêu bản thân. Cuộc sống của một người có tốt hay không thực ra phụ thuộc vào tính cách và lối sống của họ. Người có kỷ luật và yêu bản thân dù ở thời điểm nào cũng luôn giữ được trạng thái tốt nhất. Không mặc cảm vì người khác nói mình xấu, cũng không tự mãn vì người khác nói mình giỏi. Chính vì biết tự kỷ luật và yêu thương bản thân nên họ mới có thể quản lý tốt cảm xúc của mình và không mang lại cảm xúc xấu cho người mình yêu thương nhất. Một người không biết yêu bản thân mình mà chỉ biết chiều lòng người khác một cách mù quáng rồi tự làm hại mình thì không đáng được yêu. Họ có xu hướng coi lòng tốt của người khác đối với mình là điều hiển nhiên và dễ mất bình tĩnh khi không đạt được điều mình muốn. Vì vậy, một người như vậy thì khó được người khác yêu thích mà chỉ có thể bị người khác làm tổn thương. Phúc cho những ai thực sự yêu mình và biết kỷ luật bản thân. Bởi vì chỉ khi biết yêu mình tốt, bạn sẽ không tùy ý tổn thương chính mình. Một lẽ đương nhiên, mọi người đều muốn được yêu thương và đánh giá cao. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải học làm người có phúc, biết tu thân, biết kỷ luật và biết yêu thương bản thân. Người có cuộc sống tốt đẹp là người có phúc bởi vì họ biết trân trọng những gì mình có, học cách hài lòng và hạnh phúc. Một người như vậy giống như một hạt giống, có thể bén rễ, nảy mầm, nở hoa và kết trái. Còn những người luôn trốn tránh và bỏ cuộc khi gặp một chút trở ngại và khó khăn lại giống như đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi một chút mưa gió. Chúng ta không cần phải ghen tị với cuộc sống của người khác, bởi vì mỗi người đều có cách sống và con đường sống riêng. Người khác dù tốt đến đâu thì cũng chỉ là người khác, và chúng ta không đủ tư cách để đánh giá người khác sống tốt hay không. Cuối cùng, hy vọng rằng mỗi chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và trở thành người mà bản thân muốn trở thành.